Bây giờ là bản tin chuyển động Đông Bắc thứ tư ngày 28 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với những nội dung chính sau đây. Giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, coi đây là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hải Phòng tập trung xây dựng điểm du lịch sinh thái thành sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Ngoài các kênh tiêu thụ truyền thống, Lạng Sơn đa dạng các phương thức tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định và gia tăng giá trị nông sản. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là tin bão trên đất liền, cơn bão số 4. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền, các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Trong ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trước diễn biến của bão số 4, các hãng hàng không trong nước đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến và đi tại các sân bay miền Trung từ sáng qua đến chiều ngày hôm nay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hành khách. Cụ thể, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet tạm dừng các chuyến bay đến và đi các sân bay Chu Lai Quảng Nam, Phú Bài Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Cát, Quy Nhơn Bình Định, Pleiku Gia Lai trong thời gian ảnh hưởng của bão. Về phía Bamboo Airways, hủy khai thác 24 chuyến bay, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay của hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé. Các hãng cũng triển khai chính sách hỗ trợ hành khách bị hoãn hoặc là hủy chuyến. Trong quan điểm định hướng phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tỉnh Quảng Ninh xác định đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, trọng tâm ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược. Thực hiện định hướng này, từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều công trình hạ tầng giao thông mới đã tạo thêm động lực để các ngành kinh tế phát triển, góp phần tích cực vào kết quả kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua. Một trong các sự kiện quan trọng của tỉnh được nhân dân và du khách quan tâm, vui mừng đón nhận là khánh thành cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Công trình được đưa vào khai thác từ mùng 1 tháng 9 vừa qua là mảnh ghép cuối cùng, tạo trục giao thông đồng bộ liên thông tổng thể bằng cao tốc từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, rút ngắn thời gian kết nối các khu kinh tế của tỉnh, đặc biệt là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nơi cửa ngõ của ASEAN với các nước Đông Bắc Á, Trung Quốc tới các vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương trong cả nước, qua đó thúc đẩy các hoạt động logistics và xuất nhập khẩu. Đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái đưa vào hoạt động tạo sự đột phá về sự phát triển của tất cả các ngành nghề trên địa phương và tạo cái môi trường mạnh mẽ về ngành logistics cho thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Sau gần một tháng cao tốc Vân Đồn Móng Cái đi vào hoạt động, không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giảm các chi phí và thời gian trong hoạt động logistics tại cửa khẩu, mà còn tạo luồng sinh khí mới trong đời sống kinh tế xã hội của thành phố Móng Cái nói riêng và của tỉnh nói chung. Trong đó hoạt động về du lịch là một trong những điểm nổi bật. Trong những ngày cuối tuần, các khách sạn tại đây gần như kín phòng với khoảng gần 30.000 lượt du khách tới trải nghiệm và du lịch tại thành phố vùng biên cương của Tổ quốc. Số lượng khách du lịch
đến với thành phố Móng Cái trong tháng 9 đã ước đạt khoảng 325.000 lượt khách. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực và cũng tin tưởng rằng là trong thời gian tới với cái tốc độ tăng trưởng cái lượng du khách du lịch ra thành phố Móng Cái cộng với việc các cái hoạt động cửa khẩu được mở cửa trở lại dự kiến vào cuối năm nay thì sẽ thúc đẩy và thu hút nhiều hơn nữa các cái hoạt động đầu tư vào hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch và lưu trú ở trên địa bàn thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, cùng với cao tốc Vân Đồn Móng Cái, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng có ý nghĩa tạo kết nối vùng và liên vùng cũng đã được đưa vào hoạt động, như cầu Tình Yêu nối trung tâm đô thị Hạ Long với khu vực Hoành Bồ cũ, đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, con đường kết nối di sản hai trung tâm đô thị lớn nhất của tỉnh. Các công trình này đưa vào hoạt động không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo giảm khoảng cách các vùng miền. Cái hệ thống cơ sở hạ tầng chúng ta đầu tư nhiều năm qua thì từ năm ngoái sang năm nay phải không ạ? Chúng ta đã được chứng kiến đưa vào hoạt động đường cao tốc Móng Cái, thế rồi đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả thì chắc chắn nó sẽ quyết định đến cái cuộc sống dân sinh phải không ạ? Và nó sẽ tạo nên sự ổn định và phát triển cho kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh trong tương lai. Với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư công, nhiều công trình động lực của tỉnh tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong thời gian tới. Qua đó khẳng định giao thông thực sự đi trước một bước và là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, tạo không gian mới, dư địa mới để Quảng Ninh tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm triển khai tại Hải Phòng đến nay đã được 4 năm với 126 sản phẩm OCOP được xếp hạng tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, chủ yếu thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, dược liệu. Đối với nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch thì chưa có sản phẩm OCOP nào. Vì vậy năm nay, thành phố Hải Phòng đang tập trung xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP thuộc nhóm này. Khu du lịch sinh thái đảo Bầu, xã Mỹ Đức, huyện An Lão có diện tích hơn 80 hectare. Trước đây là mô hình trang trại tổng hợp trồng các loại cây ăn quả, nuôi gà, lợn và thả tôm cá. Với môi trường sinh thái đa dạng, khu đảo Bầu đã trở thành nơi đất lành, mỗi khi chiều về, có đàn cò cả ngàn con về đây sinh sống, trú ngụ. Vì vậy, ông Bùi Minh Họa, chủ trang trại đã quyết tâm xây dựng, phát triển nơi đây trở thành một khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các hoạt động nông nghiệp. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ là sản xuất về nông nghiệp. Và tôi cũng ước mơ là làm được nhiều cái sản phẩm sạch. Đấy là một cái ước mơ đầu tiên. Thế thì qua cái ước mơ đó thì tôi sản xuất thì cũng được thấy nhiều anh em bạn bè của các tỉnh khác đến tham quan tôi và cũng động viên tôi là làm thêm mô hình du lịch. Trước hết là mình phải phấn đấu làm thật tốt và học hỏi thêm anh em bạn bè để đưa cái trang trại này trở thành một cái trang trại du lịch sinh thái. Hiện nay, khu du lịch sinh thái đảo Bầu đã trở thành một khu du lịch trải nghiệm với nhiều hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu hút rất đông du khách, nhất là mỗi dịp cuối tuần. Du khách đến đây sẽ được tận mắt chứng kiến mô hình sản xuất lúa hữu cơ, trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tự tay bắt cá trong hồ, cho chim ăn hoặc theo dõi những màn múa rối nước đặc sắc. Lần đầu tiên về đến Hải Phòng và được tham dự một chương trình du lịch trải nghiệm hết sức ý nghĩa. Đây là một trong những cái trải nghiệm về du lịch, về nông nghiệp mà chúng tôi lần đầu tiên được trải nghiệm và hết sức hạnh phúc và được giới thiệu cho con trẻ những cái thực tế mà đúng thật là trước giờ những cái mô hình du lịch khác không có được cái thực tế như thế này. Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của Hải Phòng được đánh giá là rất tiềm năng, có thể phát triển trở thành sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng, vì để được đánh giá xếp hạng và công nhận, các khu du lịch sinh thái đảo, du lịch cộng đồng, bên cạnh việc đáp ứng đủ các tiêu chí của sản phẩm OCOP, còn phải đáp ứng các tiêu chí chung của ngành du lịch, phải thu hút được lượng khách nhất định để tham quan sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, việc đầu tư cũng đòi hỏi kinh phí lớn, nên nhiều khu du lịch sinh thái, khu du lịch cộng đồng không đáp ứng được. Thành phố Hải Phòng được đánh giá là có tiềm năng về du lịch. Trong đó thì có du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch có thể phát triển thành sản phẩm OCOP. Thì khu du lịch sinh thái đảo Bầu thì có đạt được một số những cái tiêu chí quan trọng và có thể phát triển thành cái sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng của thành phố Hải Phòng.
Sau 4 năm triển khai chương trình OCOP, thành phố đã có 126 sản phẩm được đánh giá xếp hạng từ 3 sao trở lên. Nhưng đến nay vẫn chưa có sản phẩm OCOP trong nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Vì vậy, trước những điều kiện thuận lợi của khu du lịch sinh thái Đảo Bầu, thành phố đang tập trung quyết tâm xây dựng khu du lịch này trở thành sản phẩm OCOP đầu tiên của Hải Phòng trong nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, góp phần thực hiện thành công chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật mới đây đã cho ra mắt bộ lịch blog năm 2023 với chủ đề Bảo vật quốc gia. Lần đầu tiên, toàn bộ 238 bảo vật quốc gia được đưa lên lịch blog kèm nhiều thông tin tổng quan nhất về các bảo vật này, cũng như những kiến thức lịch sử, xã hội khác liên quan tới câu chuyện bảo vật quốc gia. Bộ lịch này được thực hiện trong 6 tháng, giúp người xem hình dung tổng thể bức tranh về lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Xuyên suốt bộ lịch là gam màu vàng, đỏ đun tạo sự hoài cổ, sang trọng và cuốn hút cho bộ lịch. Ngoài bộ lịch này, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng sẽ ra mắt hai bộ lịch blog với các chủ đề Đất nước nhìn từ biển và Đại đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam. Giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng trên 1 kg lên mức 8.650 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá gạo thành phẩm duy trì ổn định ở mức 9.100 đến 9.200 đồng 1 kg. Các nhà giao dịch cho biết giá gạo trong nước tăng do nguồn cung lúa gạo trong nước đang cạn kiệt vì vụ thu hoạch hè thu đã kết thúc và phải đợi ít nhất 2 tháng nữa mới bắt đầu vụ thu hoạch khác. Trong khi đó, các nhà xuất khẩu đang tăng cường thu mua lúa gạo từ nông dân. Để nâng cao giá trị nông sản, thời gian qua, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống, người dân và các cấp ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp cận đẩy mạnh việc tiêu thụ qua các kênh bán lẻ hiện đại như là siêu thị, cửa hàng tiện ích, thương mại điện tử, hướng tới phát triển đa dạng các phương thức tiêu thụ nông sản. Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng đang vào vụ thu hoạch hồng vành khuyên. Sản lượng mỗi năm đạt từ 5.000 đến 6.000 tấn. Điều đáng mừng là người trồng hồng ở đây chưa bao giờ rơi vào cảnh được mùa mất giá, mà hồng thu hoạch đến đâu tiêu thụ đến đó, thậm chí không đủ bán. Cùng với sự thu mua mạnh của các tư thương ngay tại vườn, thì hồng vành khuyên Văn Lãng còn được tiêu thụ tốt qua nhiều kênh mua bán khác. Được tổ công nghệ số cộng đồng đến đây để cài đặt, để chúng tôi bán qua sàn điện tử. Thì bây giờ chúng tôi bán được hàng thì chúng tôi rất vui và rất phấn khởi. Vâng, cũng mong tổ dân phố cộng đồng tuyên truyền hơn nữa để chúng tôi còn bán tiếp tục được bán hàng tốt hơn. Chúng tôi cũng đã khuyến khích người dân ấy là đảm bảo cái việc là đảm bảo cái chất lượng, đấy, đảm bảo cái việc là không để bị chát này, rồi nội dung này, rồi thứ hai khuyến thuyết mấy các cái quảng bá trên các cái trang PayPal này, rồi các cái trang vỏ sò này, điện thương mại điện tử này, rồi liên kết với các cái thương lái của các cái tỉnh đồng bằng phía sau, rồi các cái chuỗi siêu thị để quảng bá và bán các sản phẩm trên địa bàn. Hàng năm cái sản phẩm của hồng vành khuyên này thì hiện nay là chúng tôi đều có những thương lái đều ký hợp đồng và bao tiêu sản phẩm. Để tạo điều kiện cho nông sản được tiếp cận với nhiều kênh phân phối hiện đại, các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung rà soát, cung cấp danh sách đơn vị, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, thông tin tới doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm để kết nối hợp tác. Bên cạnh đó, thông qua các triển lãm hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại đã tạo cơ hội để nâng cao giá trị nông sản, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Trong cái những năm gần đây thì huyện thì cũng ban hành nhiều cái chủ trương chính sách để hỗ trợ cho người dân tập trung phát triển cây thạch đen trên địa bàn. Thứ nhất là cũng hỗ trợ cho cái việc mà tổ chức các cái lớp tuyên truyền tập huấn về nội dung nghị định thư, rồi là về các cái quy trình kỹ thuật đảm bảo cho xuất khẩu thạch sang bên Trung Quốc. Từ cái cây thạch đen thì cũng đem lại cái nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trên địa bàn huyện Tràng Định. Hồi bây giờ cũng được 40, 4 mấy thế này thôi, nhưng mà chám là được 60, 70, 50, tùy từng loại. Việc phát triển đa dạng các kênh tiêu thụ nông sản là một hướng đi đang được nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục quan tâm thực hiện. Đồng thời, đây cũng được cho là xu thế tất yếu trong tương lai nhằm hạn chế việc lệ thuộc vào một hoặc một số kênh tiêu thụ, giảm rủi ro, nâng cao giá trị nông sản.
Vaccine được coi là giải pháp chủ động hiệu quả để phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm. Mới đây, WHO và UNICEF đã đưa ra cảnh báo về việc tỷ lệ các mũi tiêm chủng ở trẻ em đạt rất thấp. Tại Quảng Ninh, tiến độ và tỷ lệ tiêm chủng đối với các mũi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng đang thấp hơn đáng kể so với kế hoạch đặt ra. Buổi tiêm chủng định kỳ tháng 9 tại trạm y tế phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Dù số trẻ dưới 1 tuổi cần bao phủ các mũi tiêm chủng mở rộng trên địa bàn là 180 trẻ, nhưng số trẻ đến tiêm lại rất ít. Trước đây thì con đi tiêm thì thi thoảng cũng có ốm vặt nên là cũng tạm hoãn tại Covid nữa. Nên là đợt này thì con cũng tranh thủ cho con đi tiêm. Không chỉ tại phường Hà Tu, trên thực tế, tỷ lệ tiêm chủng tại tất cả các phường xã trên địa bàn tỉnh hiện nay đều chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh nguyên nhân công tác tiêm chủng bị ảnh hưởng trong những tháng đầu năm do dịch bệnh COVID-19, thì việc thiếu sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh và thiếu vaccine cũng khiến tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt được như mong muốn. Dịch bệnh thì là nhiều khi những phụ huynh người ta e ngại cho con đến những cái chỗ đông người, tụ tập đông người thì sẽ ảnh hưởng đến tình hình lây lan của dịch bệnh này, ảnh hưởng đến con của người ta này. Thứ hai là trong cái thời điểm giao mùa này thì những cái trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 1 tuổi thì dễ mắc những cái bệnh liên quan đến hô hấp, thì là cũng ảnh hưởng đến cái lịch tiêm của các trẻ chưa đến được đầy đủ. Thứ ba nữa là cái cung ứng vaccine của chương trình thì là vaccine sởi, vaccine DBT thì là chúng tôi thì hiện tháng này thì là không có. Theo CDC Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng toàn tỉnh mới là 55%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra. CDC Quảng Ninh cũng đã có rất là nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các trung tâm y tế các địa phương để rà soát lại cái đối tượng mà chưa tiêm đủ các cái mũi tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, triển khai tiêm bù, tiêm vét để làm sao bổ sung đầy đủ các cái mũi tiêm cho trẻ. Và đến thời điểm bây giờ thì là cái mà cần nhất đối với các trẻ đó là cái sự vào cuộc của các bậc phụ huynh. Trên thực tế, dịch sởi năm 2014 khiến 142 trẻ tử vong là bài học đắt giá cho việc suy giảm miễn dịch cộng đồng do tỷ lệ tiêm chủng vaccine đạt thấp. Việc các bậc phụ huynh cho trẻ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo không chỉ có ý nghĩa bảo vệ trẻ mà còn giúp ngăn chặn sự bùng phát của các dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình số ca mắc virus adeno phải nhập viện tăng cao, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đủ giường bệnh, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để chẩn đoán và điều trị những người bệnh nhiễm virus adeno, thực hiện tốt công tác phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh. Trong trường hợp phát sinh lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh phải tiến hành xử lý quyết liệt. Các trường hợp diễn biến nặng có suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng cần được hội chẩn tích cực và được chuyển viện lên tuyến thành phố hoặc tuyến trung ương, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Thưa quý vị, Quan Lạn là một xã đảo của huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, với những trầm tích văn hóa làng biển và dấu tích thương cảng Vân Đồn còn lưu giữ qua nhiều thế kỷ. Bằng niềm đam mê, tình yêu dành cho làng biển quê hương, ông Phạm Quốc Duyệt, một người nghiên cứu lịch sử văn hóa lâu năm ở đây, đã cho ra đời cuốn sách Dặm dài Quan Lạn, một cuốn khảo cứu với nhiều tư liệu quý về thương cảng cổ Vân Đồn. Ông Phạm Quốc Duyệt năm nay đã hơn 74 tuổi, nhưng vẫn luôn dành tâm huyết cho công việc nghiên cứu, bảo tồn những giá trị văn hóa trên đảo Quan Lạn. Sinh ra và lớn lên tại đảo, ngay từ lúc trẻ, ông đã được nghe kể về lịch sử và những phong tục tập quán của làng đảo từ những người già trong làng. Từ đó, tình yêu với công việc nghiên cứu văn hóa xã đảo càng lớn dần trong ông. Mình cảm thấy rằng quê hương mình có rất nhiều điều mà cần phải ghi lại để cho không những cho trước mắt và cho sau cho hậu thế. Ví dụ nơi một nơi đảo xa, cách đất liền hàng trăm km, nhưng mà nó lại đầy đủ các thiết chế văn hóa về vật thể rồi phi vật thể, về tâm linh. Trong quá trình đó tôi đi nghiên cứu với đình làng, về thương cảng cổ Vân Đồn, về chùa Ninh Quang, rồi tất cả những cái ví dụ như là đi tìm hiểu những cái giao phả của cái từng dòng họ, cái hương ước làng xã, về những sắc phong
của triều Nguyễn từ Thiệu Trị cho đến Duy Tân. Thời gian bắt tay vào nghiên cứu, ông tìm gặp những người già của làng để ghi chép sử liệu về làng, về thương cảng cổ Vân Đồn đã được hình thành ở đây từ hơn 800 năm trước. Từng là cán bộ văn hóa xã, nên ông có nhiều cơ hội được theo chân các nhà khảo cổ, các nhà khoa học nghiên cứu về thương cảng cổ Vân Đồn, hiểu rõ từng di tích gắn với thương cảng. Những chuyến đi thực địa đó giúp ông khám phá ra nhiều điều mới mẻ và học hỏi được những phương pháp nghiên cứu của các nhà khoa học. Tôi cũng rất vinh dự để được đi theo được rất nhiều các nhà khoa học về khảo cổ, ví dụ như là đi cùng làm với ông Đỗ Văn Ninh, ông Trần Quốc Vượng, rồi Trịnh Cao Tưởng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim. Tôi mới quyết định tức là tôi phải làm được cuốn sách, thì tôi lấy tên là Dặm Dải Quan Lạn. Chúng cũng đã rất là nhiệt tình để phối hợp với các đoàn khảo sát để đưa các đoàn khảo sát của các nhà nghiên cứu của Trung ương và của địa phương là đi khảo sát ra tận đến cái chỗ khu vực là bến Cái Làng thuộc thương cảng Vân Đồn. Và cái quãng đường mà đi bộ ấy, đối với một người lớn tuổi như chú thì cũng rất là vất vả. Tuy nhiên chú đã rất là cố gắng để đi cùng đoàn khảo sát để đóng góp, tham gia giới thiệu về những cái giá trị lịch sử văn hóa mà chú đã nghiên cứu được về thương cảng Vân Đồn. Từ quá trình nghiên cứu lịch sử, ghi chép, khảo cứu, ông đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Dặm Dài Quan Lạn, giới thiệu về lịch sử làng đảo và những tập tục văn hóa lâu đời. Đó là sự kết nối địa văn hóa, địa chính trị, địa kinh tế của xã đảo Quan Lạn và thương cảng Vân Đồn. Không dừng lại ở đó, ông còn ấp ủ ra mắt thêm những công trình nghiên cứu mới về Quan Lạn. Tôi đang tập trung tôi viết quyển sách Quan Lạn quá khứ, tối thiểu phải 300 trang. Tôi nói hết từ những cái phát âm, từ cái tiếng nói, rồi từ phát âm, từ cái tập quán, những cái thế hệ sau con cái mình, con cháu mình nó sẽ hiểu rằng ngày xưa Quan Lạn nó là như vậy. Với hành trình nghiên cứu miệt mài của mình, ông Phạm Quốc Duyệt đã góp thêm những tư liệu quý về Quan Lạn và thương cảng Vân Đồn nổi danh trong lịch sử. Một gia tài quý giá để lại cho thế hệ người dân xã đảo Quan Lạn và bất kỳ ai yêu mến vùng đất này. Bản tin Chuyển động Đông Bắc ngày hôm nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị.